Anh chị xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay đó thì anh chị trở lại để phân tích với lại tất cả các anh chị và các bạn về cái thỉnh nguyện thư mà cộng đồng người Việt hải ngoại của mình đang cố gắng để thu thập chữ ký để mà gửi lên chính phủ của Mỹ để xem xét cái vụ mà MC Nguyễn Ngọc Ngạn phát biểu sai trái về cái vụ việc mà một lần MC đã phát biểu ở bên Đức đó. Thì các bạn cũng đã biết cái vụ đó rồi cho nên anh chị không có nói lại. Nhưng mà cái quy tắc của cái thỉnh nguyện thư đó là phải yêu cầu tới 100.000 chữ ký nha. Tới 100.000 chữ ký thì mới được gửi cái thư đó lên chính phủ của Mỹ. Thì không biết là người Việt của mình đã có đủ 100.000 chữ ký chưa? Và đã có ai tiếp tục làm cái công việc đó nữa hay không? Nhưng mà em gì thì chỉ thấy là một số người nói là sẽ gửi thỉnh nguyện thư lên chính phủ mà thôi. Nhưng mà cũng không có biết chính xác là cái thỉnh nguyện thư đó đã được làm xong hay chưa? Và đã gửi hay chưa? Tại vì để mà có được cái thỉnh nguyện thư đó đó thì anh chị phải biết được là mình sẽ phải gửi đi tới cái nơi nào, cái website nào. Nhưng mà là tới bây giờ thì mình chưa có thấy phản hồi là có đã xong cái thỉnh nguyện thư đó hay chưa. Mà ví dụ nếu như mà cái thỉnh nguyện thư đó đã xong và đã được gửi đi lên chính phủ của Mỹ thì thời gian để mà họ xét duyệt, để họ điều tra thì nó cũng rất là lâu chứ không phải là một ngày một bữa. Cho nên là trong thời gian đó thì MC Nguyễn Ngọc Ngạn cũng được ra vào đất nước Mỹ bình thường, cũng vẫn được tham gia các cái show lớn nhỏ bình thường nha các anh chị. Cho nên là không biết là hiện tại thì MC Nguyễn Ngọc Ngạn có được biểu diễn cho một cái sân khấu nào hay không. Tại vì có rất là nhiều cái sân khấu đã tự động quỷ show MC Nguyễn Ngọc Ngạn rất là nhiều rồi. Không phải một nơi mà 2, 3, 4, 5, 6, 7 nơi đã quỷ cái show của MC Nguyễn Ngọc Ngạn rồi. Cho nên đó là cái mất mát quá là lớn đi. Mà không biết là cái sự việc còn đi đến đâu nữa. Em gì không phải là fan ủng hộ hay là không ủng hộ nha. Anh chị chỉ là một cái người bình thường và thấy mọi người xôn xao rầm rộ thì anh chị cũng biết một tí thông tin và lên phân tích cho tất cả các anh chị và các bạn vậy thôi. Nếu như mà anh chị nào có cái thông tin gì về cái việc mà MC Nguyễn Ngọc Ngạn có được vào Mỹ nữa hay không và thỉnh nguyện thư đã được chính phủ Mỹ xét duyệt hay chưa thì comment cho anh chị biết với nha. Tại vì đó là hiện tại bây giờ là đã hơn nửa tháng 1 năm 2020 rồi. Nhưng mà anh chị chưa có thấy là cái thỉnh nguyện thư đó đã có ai báo là xong chưa. Và cũng chưa có thấy là chính phủ Mỹ có cái động tĩnh gì hết á. Cho nên nó là cũng không có phải dễ để mà mình có thể làm một cái điều gì đó mà do cái cộng đồng người Việt của mình đó là yêu cầu. Cho nên anh chị chỉ mong là mọi việc im xuôi và cộng đồng người Việt của mình cũng sẽ từ từ lắng xuống và sau đó đó thì mọi việc trở lại bình thường thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là Trung Tâm Thúy Nga. Anh chị chúc tất cả mọi người một cái năm mới nè, vui vẻ, hạnh phúc mà luôn luôn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Nếu ai chưa có like và subscribe thì giúp anh chị subscribe cái đài của anh chị nha. Anh chị cảm ơn. Bye bye.